Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 1 triệu cái token BLV. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì đăng nhập vào cái biểu mẫu Glamio và thực hiện các nhiệm vụ. Rồi trước tiên thì mọi người sẽ cần join vào Discord cho mình. Ok, chọn chấp nhận lời mời. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào một trong những cái mục này nhé. Và nhập những cái like ở trong này. Rồi, trên này nó có hình con rồng này, thì mọi người tìm hình con rồng. Ok, sau đó quay trở lại này. Bấm chọn continue. Rồi sau đó thì mọi người sẽ phải xác minh nhé. Và chọn mã captcha. Rồi ok, sau đó làm nhiệm vụ tiếp theo là vào Facebook. Rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter này, retweet bài đăng này. Sau đó thì hàng ngày thì mọi người sẽ bấm vào đây nhé để nhận thêm những cái phần thưởng này. Rồi ok, thì cái này không biết nó có rep không, chờ một chút xem nào. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào cái hình trái tim này nhé để lấy cái link tuyển rep này. Rồi thì ở đây nó chính là cái link tuyển rep, thì mọi người sao chép cái đường link này để đi chia sẻ nhé. Thì cái dự án này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 11 và nó sẽ bắt đầu phân phối vào quý 2 của năm 2022 nhé. Tương đối lâu đấy. Rồi ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.